Xin chào các anh chị và các bạn. F-Star 2013 là một cuộc tranh tài vô cùng hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức tại FPT. Đây là cơ hội để người FPT được thể hiện tài năng của mình và tỏa sáng trên sân khấu. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu không khí cũng như sự chuẩn bị của người FPT trước thềm F-Star 2013. Chào bạn. Chào bạn. Là một nhân viên của FPT thì bạn đã biết thông tin gì về cuộc thi tìm kiếm tài năng F-Star 2013 hay chưa? Mình đã biết cái cuộc thi F-Star này qua rất nhiều kênh như là Chúng Ta này, hay là những băng rôn trong ngoài kia, và từ những cái đồng nghiệp xung quanh mình, không khí rất là nhộn nhịp. Vậy thì trước cái không khí đấy thì liệu bạn có đăng ký tham gia F-Star 2013 hay không? Mình nghĩ là mình chắc chắn mình sẽ đăng ký tham gia cuộc thi này. Vậy thì tài năng mà bạn sẽ đem tới cuộc thi sắp tới là gì? Thật ra cũng mình nghĩ chẳng phải là tài năng, có thể là tài lẻ thôi. Mình nghĩ là đó là tiết mục beatbox. Beatbox là một loại hình rất là mới mẻ, và chúc bạn sẽ thành công ở F-Star 2013. Hy vọng như thế, cảm ơn bạn. Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại tầng 13 của tập đoàn FPT. Và tuy là cũng đã khá muộn nhưng vẫn có một nhóm các bạn nữ đang tập luyện hết sức chăm chỉ. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là họ chuẩn bị cho sự kiện gì nhé. Chào bạn. Không biết là hiện tại nhóm của các bạn đang chuẩn bị cho sự kiện hay là chương trình gì sắp tới vậy? Bọn mình đang chuẩn bị cho chương trình cuộc thi F-Star tìm kiếm tài năng của FPT. Không biết là tài năng mà các bạn định mang đến F-Star 2013 là gì? Bọn mình dự định sẽ nhảy một bài cover K-pop. Có thể nói là F-Star 2013 có rất nhiều những thí sinh, những tiết mục rất là tài năng. Vậy thì không biết điều gì sẽ khiến bạn tự tin cho rằng là nhóm mình có thể đánh bại được các tiết mục hay là các thí sinh khác? Mình nghĩ là các thành viên của nhóm mình đã từng biểu diễn, tham gia nhiều sự kiện của tập đoàn. Và thêm nữa là nhóm mình có rất nhiều bạn nữ đồng đều nhau, xinh và chiều cao. Và thêm nữa là bọn mình có một thời gian tập luyện khá là dài, từ rất là lâu rồi. Vâng, và chúc bạn may mắn và sẽ tỏa sáng hết mình ở F-Star 2013 sắp tới. Xin cảm ơn bạn. F-Star, hãy tỏa sáng theo cách của chính bạn. Hãy nhanh chóng đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng FPT F-Star 2013 bằng cách gửi đơn đăng ký về địa chỉ email fstar2013@fpt.com.vn. Mọi thông tin về cuộc thi sẽ được cập nhật nhanh chóng tại hai địa chỉ: chungta.vn, fanpage của cuộc thi facebook.com/fstar2013. Và đơn vị đầu tiên sẽ cùng đồng hành cùng Fstar chính là Fshop. Chúng ta hãy cùng chờ đón những màn biểu diễn sẽ có trong những ngày tới. Fstar cứ máu là xong.